sân em tập em chơi với chim em hát em cười. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng tập thể dục buổi sáng nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn nhỏ giỏi quá, giờ chúng ta sẽ cùng rửa mặt nào. Đầu tiên là rửa gì? Tiếp theo, sau đó đừng quên cái cằm nhá. Chặt tóc cho đỡ bù xù, chúng ta sẽ xinh xắn hơn. Đây là công việc chúng ta nên làm mỗi khi thức dậy. À, có mùi gì mà thơm thế? Hình như mẹ đã nấu xong bữa sáng rồi. Chúng ta ăn rồi chuẩn bị đi học nào.